Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô Bicar TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Vui lòng nhấn like và đăng ký để chúng tôi có cơ hội phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp chương trình. Những mẫu xe sẽ xuất hiện tại Việt Nam trong năm 2020. Thưa quý vị, càng về cuối năm thì các hãng đua nhau giới thiệu những mẫu xe và dòng xe mới thay thế cho phiên bản tiền nhiệm. Sau đây là những mẫu xe được mong chờ xuất hiện tại Việt Nam trong năm 2020. Chỉ vài tháng cuối 2019 đã có nhiều mẫu xe mới đã có mặt và ra mắt thị trường Đông Nam Á, điều này chứng tỏ nhiều khả năng các mẫu xe này sẽ về Việt Nam trong 2020 để khách hàng trong nước có thêm nhiều lựa chọn. Không ít trong số này được kỳ vọng sẽ giúp thay đổi tình hình kinh doanh hiện tại. Đầu tiên là Honda City 2020. Honda City thế hệ mới đã ra mắt tại Thái Lan vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 vừa qua với những thay đổi về thiết kế, đặc biệt là chuyển sang sử dụng động cơ 1 0 lít tăng áp mới, mạnh mẽ, tiết kiệm hơn trước. Mời quý vị cùng xem cận cảnh phiên bản RS hàng đầu của Honda City thế hệ mới. Trước hết về kích thước, Honda City 2020 dài hơn, rộng hơn và thấp hơn so với bản cũ. Cụ thể kích thước dài rộng cao của City 2020 lần lượt là 4553, 1748, 1467 mm, trong khi đó ở bản City hiện tại chỉ có 4440, 1695, 1477 mm, kích thước rộng rãi hơn cho phép không gian nội thất xe thoải mái hơn. Đồng thời các kỹ sư dễ dàng sắp xếp các tính năng chi tiết hợp lý hơn. Honda City sẽ cạnh tranh với các đối thủ khác cùng phân khúc như Nissan Almera hay còn gọi là Nissan Sunny, Mazda 2 Sedan, Mitsubishi Attrage, Hyundai Accent và Toyota Vios. Nếu so sánh số đo chiều dài trên các mẫu xe này với Honda City, thì chiếc sedan của thương hiệu Honda có phần nhỉnh hơn các đối thủ từ 58 đến 248 mm. Bước sang thế hệ mới, Honda City đã chuyển sang sử dụng động cơ 3 xi lanh i3 dung tích 1 lít tăng áp DOHC nhằm thay thế cho động cơ 4 xi lanh i4 dung tích 1 lít rưỡi hút khí tự nhiên SOHC cũ. Động cơ 1 0 lít turbo sử dụng kết hợp với hệ dẫn động cầu trước FWD và hộp số tự động vô cấp CVT giả lập 7 cấp. Tại thị trường Thái, Honda City 2020 được phân phối 4 phiên bản SV, SV và RS với giá bán từ 579.500 cho đến 739.000 bạc, tương đương 445 đến 567 triệu đồng. Thứ hai đó là Toyota Corolla Altis 2020. Được biết Toyota Altis 2020 vừa ra mắt tại Thái Lan thuộc thế hệ thứ 12, đây cũng là thị trường đầu tiên tại Đông Nam Á được Toyota chọn để trình diện mẫu xe mới. Ở thế hệ này, Altis được bổ sung thêm các phiên bản hybrid, phiên bản thể thao GD Sport tùy với động cơ 1.6 hoặc 1.8 đi kèm gói trang bị an toàn Toyota Safety Sense. Tổng thể về ngoại hình thì đây là mẫu xe Toyota Corolla Altis vừa ra mắt tại Thái Lan có chung thiết kế với các phiên bản bán ra tại châu Âu và Đài Loan. Do đó, nhìn chung đây là một chiếc xe hoàn toàn mới khi được xây dựng trên nền tảng Toyota New Global Architecture TNGA, GAC, cũng đang dùng cho Prius và CHR. Xe có kích thước dài rộng cao lần lượt 4640, 1780, 435 mm Như vậy là Antis mới dài hơn 10mm, rộng hơn 5mm, thấp hơn 45mm so với mẫu Antis tiền nhiệm. Tại Thái Lan thì Toyota Antis 2019 được bán ra với tổng cộng 6 phiên bản đi kèm với đó là các tùy chọn động cơ khác nhau, bao gồm hai phiên bản thấp nhất 1 6 j và 1 6 g với động cơ 4 xi lanh 1.6 lít cho ra công suất 132 mã lực, mô men xoắn 159 Nm, trang bị hộp số tùy chọn tự động CVT hoặc là số sàn 6 cấp. Phiên bản 1.8 GR Sport với động cơ 4 xi lanh 1.8 lít cho ra công suất 140 mã lực, mô men xoắn 173 Nm, trang bị hộp số tự động CVT. Ba phiên bản 1.8 HV Entry, 1.8 HV Mid và 1.8 HV High với động cơ 4 xi lanh 1.8 lít kết hợp một mô tơ điện cho ra công suất 122 mã lực, mô men xoắn 142 Nm, trang bị hộp số tự động CVT cùng mức giá khởi điểm chỉ từ 829.000 bạc, tương đương 630 triệu đồng, Corolla Altis được dự đoán sẽ sớm lấy lại vị thế trước các đối thủ như Hyundai Elantra hay Honda City. Thứ ba là Mitsubishi Expander Cross. Dựa trên các thông số mà nhà sản xuất đưa ra, Mitsubishi Expander Cross có kích thước lớn hơn một chút so với bản MPV thông thường, với chiều dài tổng thể 4.500mm, rộng 1.800mm, cao 1.750mm, Xe cao hơn khoảng 50mm so với phiên bản MPV 5 cộng 2 chỗ ngồi, khoảng sáng gầm xe ở mức 225, tăng 20mm. Việc bổ sung các miếng ốp hóc bánh để ra dáng off-road, Expander Cross cũng rộng hơn bản thường 50mm. Việc tăng cường gầm xe cũng giúp cho Expander Cross có thể sử dụng lốp xe lớn hơn, kích thước lốp của bản Cross 205 trên 55R17, trong khi Expander bản thường thì có kích thước là 205 trên 55R16. So với Spander, phiên bản này có thiết kế cản trước mới hầm hố và đậm chất off-road hơn. Lý tản nhiệt áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield, thế hệ mới đặc trưng của Mitsubishi. Hai bên thân xe thì có thêm ốp sườn, mâm xe 15 inch 5 chấu có thiết kế khỏe khoắn. Nội thức nổi bật với ghế ngồi, vô lăng cần số bọc da hai tông màu, các tính năng bổ sung khác, bao gồm hệ thống thông tin giải trí 7 inch với kết nối điện thoại thông minh, cảm biến đổ xe với camera lùi và hệ thống khởi động không cần chia. Dưới nắp capo là động cơ Mivec DOHC 1.5 lít, sản sinh công suất 105 mã lực, mô minh xoắn 141 Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Các thông số kỹ thuật này không khác biệt so với Spander bản thường. Cấu hình của xe vẫn là 5 cộng 2 chỗ ngồi, cửa gió điều hòa trên trần và rất nhiều khay để đồ nhỏ xung quanh xe. Tại Việt Nam, Mitsubishi Spander đang là một hiện tượng mới của thị trường ô tô trong 2019. Sau 8 tháng thì doanh số 9.904 xe giúp Xpander vượt mặt cả Toyota Innova 7.773 xe. Hy vọng sau khi Mitsubishi Xpander Cross được bán tại đất nước vàng đảo thì sẽ sớm được đưa về chào sân người tiêu dùng Việt Nam. Thứ tư là Nissan Livina. Thưa quý vị, chính thức ra mắt công chúng vào tháng 2/2019 tại Indonesia và được xem là biến thể mới của chiếc expander. chiếc Nissan Livina được đánh giá là đẹp hơn và có nhiều cải tiến đáng kể hơn so với người em đã ra mắt trước đó. Đây là sản phẩm hợp tác giữa các thành viên trong liên minh Nissan, Mitsubishi, Renault. Về cơ bản, Livina 2019 là một phiên bản cải tiến lại đôi chút so với chiếc Mitsubishi Spander. Nếu chính thức có mặt tại thị trường Việt, chiếc Nissan Livina sẽ cạnh tranh với các đối thủ như... Toyota Avanza, Suzuki Ertiga và chín người anh em trong cùng liên minh Mitsubishi Spander. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là phần đầu xe được thiết kế với lưới tản nhiệt V-Motion, tương tự những mẫu xe anh em như là Nissan x 2019, Altima hay là Maxima. Ngoài ra, bên trong xe còn được trang bị những tiện nghi nổi bật như màn hình cảm ứng 7 inch, màn hình này có khả năng kết nối với điện thoại thông minh bằng hệ thống Apple CarPlay và Android Auto, Màn hình đa thông tin màu chính giữa hai cụm đồng hồ cơ, camera lùi, nút khởi động thông minh và ổ cắm điện 12V cho mỗi hàng. Tương tự Spander Nissan Livina sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh 1.5 lít với công suất tối đa 103 mã lực, kém 1 mã lực so với Spander và mô men xoắn cực đại 141 Nm tại vòng tua máy 4.000 vòng 1 phút, động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Nissan Livina được bố trí đầy đủ 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi, có hai tùy chọn ghế bọc da hoặc bọc nỉ cho khách hàng lựa chọn. Các trang bị an toàn bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, EBD, hệ thống ổn định thân xe, kiểm soát lực kéo, chìa khóa thông minh, cảnh báo lùi. Tại thị trường Indonesia, mẫu xe Nissan Livina có tổng cộng 5 phiên bản, trong đó có 3 phiên bản số tự động AT, 2 phiên bản số sàn MT đi kèm giá bán khởi điểm từ 198,8 triệu rúpia cho đến 266 triệu rúpia tương đương khoảng 322 đến 432 triệu đồng. Tiếp theo, dòng thứ 5 đó là Suzuki XL7 Nhằm gia tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ nặng ký trong phân khúc crossover 7 chỗ tại khu vực Đông Nam Á, Suzuki sẽ sớm cho ra đời mẫu XL7 với cấu hình 7 chỗ ngồi tiện dụng và linh hoạt hơn. Suzuki XL7 được xem như người anh em của dòng xe XL6 sẽ về Việt Nam trong năm 2020, chỉ có giá từ 600 triệu đồng và xe sẽ được phân phối chính hãng tới người tiêu dùng theo dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Điều đáng nói là XL7 hiện vẫn chưa được ra mắt chính thức, nhưng nhiều thông tin xác thực khẳng định rằng XL7 sẽ hoàn toàn tương tự như XL6 và điểm khác biệt duy nhất chỉ là cấu hình 6 chỗ lên thành 7 chỗ. Nếu dòng xe XL7 này được Suzuki đưa về nước, sẽ cạnh tranh trước đối thủ trực tiếp là Toyota Rush và Mitsubishi Spander. Suzuki XL7 sở hữu khối động cơ máy xăng mới 1.5 lít với tên mã K15B, tương tự như XL6 cho ra công suất tối đa 104 mã lực, mô men xoắn cực đại 138 Nm. Đi kèm với đó còn là trang bị hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Các trang bị tiêu chuẩn trên Suzuki XL7 bao gồm hệ thống ABS, EBD, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống cảnh báo tốc độ, camera lùi và hai túi khí phía trước. Bộ xe Suzuki XL7 này cũng sẽ sớm có mặt trên thị trường dưới dạng lắp ráp tại nhà máy của Suzuki ở Indonesia trong thời gian tới. Vì đang vướng phải một số lý do nên hãng Suzuki vẫn chưa đưa XL vào mang xe hơi đến mọi gia đình